Các bạn thân mến, bài Tennis World Surprise gồm 32 bước đếm chia thành 4 câu, mỗi câu 8 nhịp và có một phần tack 8 nhịp sau 4 lượt đi. Bài này bước đếm khá là đơn giản, các bạn tập cùng nhé. Câu số 1 đó là bắt đầu bằng chân phải, tiến 1, 2, 3 và 4 là đi bước cha cha tiến, 3 và 4. Bước 5 là chân trái bước lên, đổ trọng tâm lên chân trái. Bước 6 là lùi, đổ trọng tâm về chân phải. 7 và 8 là bước đổi chân, lùi chân trái xuống. 7 và 8. Đi lại lần này. Câu số 1. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu số 2. Câu số 2 là chân phải bước ngang, đồng thời đổi trọng tâm lên chân phải. Nhịp thứ 2 là đổi lại trọng tâm lên chân trái. 3 và 4 là chân phải bước chéo sang bên trái, đi bước cha cha ngang. 3 và 4. 5 là chân trái lại bước sang bên trái, đổi trọng tâm sang bên trái. Bước 6 là đổi giả lại trọng tâm sang bên phải. 7 và 8 là chân trái bước sang bên phải, đi bước cha cha ngang. 7 và 8. Đi lại. Câu số 2. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Đi lại từ câu số 1. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu 3 là di chuyển ngang này, ngang sau. 3, lùi 2. 3 và 4 là chuyển hướng 90 độ nhé. Chuyển hướng 90 độ về hướng tay phải, đi bước cha cha tiến. 3 và 4. Làm lại câu số 3. Đây, câu số 3. 3, 2, 3 và 4. Nhịp 5, chân trái bước lên, trọng tâm chân trái. Nhịp 6, lùi, trả trọng tâm chân phải. 7 và 8 là lật người ra mặt sau, chân phải lùi nhá, 180 độ, đi bước chạy chạp tiến. 7 và 8. Đi lại câu số 3. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Dạ. Câu số 4. Nhịp thứ nhất là bước chân phải lên, trọng tâm chân phải. Nhịp thứ hai là dùng chân phải đấy xoay tiếp 90 độ. Và đồng thời chân trái thu về, đổi trọng tâm lên chân trái. Sau đó nhịp thứ ba, 3 và 4 là đi bước chân trái tiến luôn, chân phải lên. 3 và 4. 5, 6, nhịp 5 bước chân trái lên, nhịp 6 giả trọng lực lại về chân phải. 7 và 8 là bước đổi chân. 7 và 8. Hết 4 câu. Mình đi lại câu số 4. Đó là hướng này. Nào, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Mình đi lại hướng này nhé. Câu số 4. Đây, tạo hướng này. Nào, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Sau đó là đi câu đầu, đi lại từ đầu. Bây giờ mình đi đủ lại 4 câu. 1,
2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Bắt đầu đi hướng thứ hai. Bài này chỉ có hai hướng thôi nhá. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Và bây giờ là phần tay. Câu 1 là đi tay để tự nhiên này. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, tay đưa lên. 5, 6, lại đưa tay xuống. 7 và 8. Câu 2, tay này. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu 3, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, tay đưa lên. Tay phải đưa lên trên ngang. Tay phải đưa lên cao và tay trái đưa ngang. 5, 6, cúi cổ. 7 và 8. Câu 4, tay này. 4, 2, 3 và 4. Nhịp 5 này. 5, 6, 7 và 8. Sau đó đi tiếp lượt 2. 1, 2, 3 và 4, 5. Một, hai, ba và bốn, năm, sáu, bảy và tám. Hai, hai, ba và bốn, năm, sáu, bảy và tám. Ba, hai, ba và bốn, năm, sáu, bảy và tám. Bốn, hai, ba và bốn, năm, sáu, bảy và tám. Đi hết bốn lượt thì có một phần tác 8 nhịp như sau. Xoay được một vòng nhá. 8 nhịp, mỗi nhịp là 1 tư. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó là đi vào câu đầu tiên. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Cứ đi như vậy cho đến hết bài. Ok.